Xin chào quý cô bác anh chị cùng tất cả các bạn nhé, đã quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt tại thôn Lũng Buông. Hôm nay là vào gia đình em Tỏa để trao cái số tiền của một cô giấu tên, là cô có hỗ trợ gia đình em Tỏa là 2 triệu để đưa con đi bệnh viện. Tất cả bà Nhung ở bên Mỹ là có gửi cho anh Sai là 1 triệu. Anh Sai ở cái nhà của anh Vân ấy. Tỏa ơi, Tỏa ơi, không biết nhà em Tỏa đi đâu hết rồi. À đây. Xin chào nhá. Con chó này ác nhờ. Vợ con đi đâu rồi? Vợ con qua đi tiêm ở viện, nó gọi theo dõi thôi. À, đi viện rồi à? Theo dõi đang tiêm, theo dõi thuốc, tí chắc chưa về. Chưa lại về thôi gì? Vâng. Thế em, tí em đi đón hay là vợ tự về? Vợ bảo tự bác sĩ khách về, còn trâu nữa thì em ở nhà. Bắt xe khách á? Vâng. Làm gì ở đấy có xe khách nên chạy bắt xe lên Đồng Văn này á? Vâng, bắt xe lên. Không thì nhờ ai đi đón này? Thì gọi điện bảo khách về thì. Em đi cắt cỏ trâu à? Vâng. Sáng nay? Vâng. Đúng rồi. Anh xin. Thế con là từ cái hôm anh lên kia là đi viện được mấy lần rồi? Đi tiêm ấy? Đi được 2 lần, tiêm 2 lần. Lần này là lần thứ 2 à? Lần thứ 3. Lần thứ 3 rồi cả. Vâng. Thế bảo tiêm mấy lần thì mới lại đưa xuống Hà Nội à? Vâng. Tiêm mũi này cũng cùng là tuần sau rồi đi. Là tưởng ông nhớ là tuần sau là đi Hà Nội được. Tuần sau là bắt đầu thứ 6 đi xuống. Thế tuần sau em đi là em có đi cùng không hay để vợ ở đi thôi? Cho vợ đi, vợ đi được. Nhưng kiểu con nó vợ khác rồi. Đi được gì? Vâng. Chứ không phải là em cũng đi phải không? Vâng, em cũng đi, em chắc là nhiều việc. Còn đứa bé nữa, với lại trâu, lợn. Không quan vợ châu nhà. Vợ cũng đi một lần, vợ cũng biết rồi. Rồi. Uống đi. Thế đợt này đi xuống Hà Nội là có ở lâu không? Cũng không biết được. Tùy theo xem sức khỏe của nó nào. Thế chính xác khoảng mấy hôm nữa thì đi? Chắc khoảng đến thứ 6 này thôi. Thứ 6 tuần sau này à? Vâng, thứ 6 tuần sau. Hôm nay thứ mấy rồi nhỉ? Hôm nay thứ 7. Thứ 7. Một tuần nữa à? Bao nhiêu một tuần nữa? Một tuần. Hôm nay anh lên đây là có một cô, là cô gửi cho gia đình em là 2 triệu nhá. Đấy, để cho cô hỗ trợ nhà em để cho đưa con đi bệnh viện. Đây cầm giúp anh 1 triệu này. Đấy, chiều vợ về thì đưa cho vợ nhá. Thế lần trước tiền anh đưa các bác gửi kia là vẫn còn chứ? Còn, vẫn còn. Ừ. Mấy hôm nữa đi Hà Nội thì đưa cho vợ cầm. Vâng. Bảo vợ đi Hà Nội phải cất tiền cẩn thận nhá. Vâng. Cảm ơn nhá. Cảm ơn các của chú bác ạ. Ừ, cố gắng lên nhá. Anh Sai có ở nhà không nhỉ? Chắc thấy mở cửa chắc ở nhà không? Anh lấy lên cho anh Sai một ít gừng.
ngừng với cả đưa cho anh ấy 1 triệu của bà Nhung, bà ấy gửi cho anh. Thế giờ Tỏa đi lên trên đấy cùng anh một tí nhá. Thế nhà anh sai một tí. Sợ anh ấy không ở nhà, anh ấy đi chăn trâu nhỉ. Cửa này không cài vào. Không. Tí gà nó lại nhảy vào ấy. Gà không có gà rồi. Hết gà rồi à? Hết gà. Đi bộ đi thôi. Cái vườn ngô này có phải của nhà em không? Vườn ngô không phải đâu. Đất của nhà người ta rồi. Đất nhà chú. Đi bộ đi thôi nhỉ? Đi đường nào? Sao đây? Không, cứ đi đường này đi. Đường kia có nhà bác ấy, con chó ấy. Sợ lắm. À, em cầm giúp anh cái túi gừng này với. Đây ở trước xe. Đấy, lên cho anh sai anh chồng thôi mà. Đây là túi gừng của nhà em Báo cho. Cho anh sai. Con gái em ở đấy à? À, chơi ở vườn ngô à? Con gái ngoan nhỉ? Nó vừa bảo gì ấy? Bảo nó cứ chơi ở đấy đi. Từ lúc anh Vân mất là anh cũng chưa vào nhà anh ấy bao giờ đâu mà. Thế lúc anh sai ở ấy. Đến đây anh vào chứ? Không, anh chưa được vào bao giờ. Có anh phen không nhỉ? Ờ. Phen nó hay vào một lần. Có phen vào. Nhà anh sai đây nhá các bác nhá. Từ lúc anh vẫn mất là ước cũng không được vào đây rồi. Nay lại quay vào. Vào đến đây lại nhớ đến anh Vân. Tôi lần trước còn làm bắn cái máy này thừa đây. Vấn đề đây. Thưa một tấm. Vườn đang trồng đậu. Ờ, anh sai này đấy, cũng biết trồng rau giống anh Vân. Trồng đậu này, ngô đã trồng xong rồi. Ngô anh trồng xong nhanh thế nhỉ? Cao rồi nhỉ? Mấy hôm trước trồng mùng mấy trồng rồi. Trước Tết kìa. Lúc mà một mình anh khác trồng à? Không, nhiều người anh em hủ mà. Em có được giúp không? Khó chứ. Chế hả? Em chào anh. Lên đây thì không biết nói chuyện với anh sai kiểu gì. Anh được đấy. Ừ. Trồng rau này là tốt đấy. Trồng rau, trồng ngô này là được đấy. Chăm chỉ vào nhá. Đây, thế này này. Tòa bảo anh ấy bảo trồng gừng ở đây, xung quanh này. Đấy, gừng của nhà em Báo cho thôi. Em ấy cũng không lấy tiền đâu. Làm từ thiện đi. Nó đấy hướng dẫn anh cách trồng rồi. Chắc anh biết rồi.
và anh không nói được. Mất chìa nó ăn gì? Em chó này. Đấy, bà trông xung quanh này. Ven này này, toàn này. Đấy, đất ven này. Ừ, khu này đất tốt mà. Đất tốt quá, rừng đất tốt quá, không cay ấy. Nhưng mà đây gà vào nhiều quá nhỉ. Trước là anh Vân hay rào ở đây, nhưng mà anh sai, bây giờ anh lại không rào à. Khóa đây đâu này. Tòa thử bảo anh ấy lấy khóa ra mở xem là nhà bếp xem có gọn gàng không. À, đi vào nhà trước xem. Anh Sai này cũng không khác gì anh Vân. Ăn ở rất là sạch sẽ đây. Đấy, quần áo thì toàn quần áo bộ đội. Đấy. Rất thích mặc quần áo này. Hôm nào em tặng anh một bộ bộ đội này, này bộ này này. Ừ, nhá. Ok anh. Đây điện thoại của anh đây phải không? Đúng. Đấy, đây cái là điện thoại của anh Vân. Vẫn dùng số của anh Vân luôn. Số SIM này là ước mua vào cho anh Vân. Khoảng mấy giờ thì anh ấy mới hay đi chăn trâu? Chắc cũng sắp đi rồi. Giờ này đi không như chăn đến tối về. À, lần trước hình như chắc là Phen Phen mua gạo vào cho anh phải không? À, gạo với mì tôm anh vẫn còn này. Đấy, sạch đấy, gọn gàng. Anh Sai này thật sự là ăn ở rất là sạch sẽ luôn. Ơ, anh phải công nhận đấy, không phải đấy đâu. Nhiều khi không có ai vào này à. Bát đũa nha, nhiều người để hết đây này. Nhưng mà anh này, bát anh để đây này, đũa anh để rất là gọn gàng đây này. Đúng không? Ừ, được đấy. Nhiều người toàn vứt ở đây thôi. Đấy, nồi nhá, nồi để xếp rất là thẳng hàng nhá. Ui ui cùi cùi cả. Cháy gạch ấy, vớ gạch ấy. Đấy nhá, rùa nhá. À, quét sạch nhá. Ok. Lên trên nói chuyện của anh Sai phải chơi chứ tượng hình. Nhờ hiểu được. Bây giờ anh ở cái căn nhà này là quá là đẹp rồi. À Tòa ơi, anh bảo này, tí nữa anh đưa tiền cho anh Sai 1 triệu của bà Nhung ở bên Mỹ, báo gửi cho anh Sai là 1 triệu. Bà có bà gửi tiền anh á? Vâng. Anh không biết tiêu tiền đâu anh ạ. À. À. Không biết tiêu tiền đâu anh, nó không biết dùng tiền đâu không à? Không dùng tiền, nó không biết nói như kiểu không dùng tiền đi hay đi chăn trâu không biết. Đến tiền thì tiền nó không biết à? Nó đi làm không biết, nó làm mất nó thôi. À, thế nhờ, thế anh cứ tưởng anh ấy biết dùng tiền cơ. Nếu mà đưa tiền nó thì sợ không biết tiêu xong đi tiêu đúng tung thì nó không dạo lại gì hết, nó cũng sợ. Ờ, được rồi. Thế thì cái gì đấy mua gạo là hàm cái gì nó không được. Thế cháu xin phép bà Nhung là mấy hôm nữa cháu sẽ cầm 1 triệu này cho nên đi mua gạo hay là mì tôm, đồ ăn lên dần cho anh ấy. Đấy, mỗi lần mua khoảng độ tầm 500. Được rồi, thế là anh nắm được, thế là được rồi. Không, thế anh không dám đưa đâu. Không đến với anh thì bảo là đưa tiền tưởng là biết thôi. À, rồi. Thế đưa cho khoảng độ 50.000 thôi nhỉ? Đúng không? Cho anh, biết dùng không? Không bảo không cần. À, thôi. Thế thôi. Chắc anh ấy không cần thật. Không giơ tay như này. Ừ, chắc là không biết tiền nên là không dám lấy. Này cơ. Đấy, phải là bộ đội đấy. Tác phẩm rất bộ đội. Rùa nhá. Rùa sạch nhá. Ừ, rùa sạch quét.
Hay là hôm nào mua gà lên cho anh ấy nuôi nhỉ? Đàn gà của nó, nuôi từ bé. Mẹ nó bị giá cắn chết, nó nuôi bé không được. Bây giờ nhà anh là có mỗi con gà này thôi phải không? Thế hôm nào để anh mua gà lên cho anh ấy nuôi. Anh ấy biết trồng ngô trồng đấy là anh nuôi được gà được, mà. Được, được. Rồi. Nắm bắt sơ qua như thế là cũng được rồi. Rùa nhá, một trê nhá. Ừ. Rồi, đấy, kiểm tra anh biết là mình muốn xem nhà tắm nhưng có sạch không. Đấy. Được đấy. Rồi, xem nhà vệ sinh luôn. Được. Lai lai. Anh cũng hài hài nhá. Mù chê nhá. Nhớ trồng gừng nhá. Trồng gừng. Đấy. Thôi anh em mình đi về nhá. Mùi tre đây. Bye 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 bye. Goodbye share game. À Tỏa ơi, từ từ anh bảo. Cái tấm tôn này là trước bị thừa một tấm. Em có dùng để làm gì không? Thì em vác về đi. Mang về che chuồng lợn hay chuồng gà ấy. Không, bởi vì để đây cũng vướng mà. Đấy, từ lúc anh bắn máy là anh cũng không lên đây rồi mà. Tận dụng làm cái gì được thì làm, không để đây nó phí nó dỉ ra ấy. Đấy, lần trước cái con đường này cô Linh Trong cũng gửi cho ước là 10 triệu này để giúp là mua được mỗi cái đèn đấy. Về sau là đình đổ đường bê tông xuống nhà anh Sai này. Nhưng mà về sau là anh Vân anh mất. Thế là ước là chuyển cái số tiền đấy vào hết cho anh em để làm đám ma, mua quan tài. Cái này nó bật vào mặt nhá. Nó bật vào chân đấy. Tỏa, chân tránh nhá. Đây, em cắt đôi ra. Lập chuồng gà thoải mái luôn. Đâu chuồng gà em đâu? Mai nữa. À, chưa có chuồng gà đâu à? Chặt mấy cây tre cắm ở đây. Ờ, đúng rồi, làm ở dưới này này. Dưới gốc cây. Ừ, đúng rồi. Làm xa nhà một tí, đừng gần quá, nó mất vệ sinh ấy. Thế nhà em là không có chuồng gà đâu phải không? Chưa, chuồng gà. Đấy, anh nhìn không thấy đâu. Không có chuồng lợn. Chuồng lợn bên kia à? Để lên vào trong góc kia kìa, không tí trẻ con nó đi nó va vào ấy. Đây, để lên trên cao hẳn đi. Đây này, em để đây này. Đấy, dừng gọn vào nhá. Đây, châu đây là của ông bà. Mình không còn. Đâu, con của em là con nào? Ừ, ngoài kia. À, ông bà chê trong con. Ông bà, nhốt chung của ông bà luôn. Vâng. Con đực hay con cái đấy? Cá.
Thế chuồng lợn kia của nhà em à? Em xây làm gạch, nhà thì xây tạm với bếp bé. Bây giờ còn mấy con lợn? Còn bé. Cho nó vào lên cao được tí không? Sợ trẻ con nó nghỉ ở đây, nó va vào. Cái gì cứ phải cẩn thận tí. Thử gọi điện cho vợ xem nào có bắt được xe về không? Không thì phải ra đón vợ chứ. Mi à, rồi cho anh xin đoạn. Bạn ra vứt đi tí. Đoạn nó non tí. Đấy, từ từ. Nó vàng đi. Không, đoạn gốc này ngọt hơn mà. Cứng lắm. Cho anh đây hai đốt thôi. Ba đốt đi. Đấy. Xong em chuẩn bị nấu cơm được rồi, tí vợ về lại không có gì. Hay gì ăn? Có cơm chưa? Cơm chưa. Trưa nay ăn cái gì? Ăn rau mà, rau cơm. Hôm nào cũng ăn rau rồi à? Có măng riết rồi. Bên đây không có gì ăn. Nên mẻ mén hay măng đây? Rồi rồi măng đây á? Vâng. Làm xong hết rồi á? Bé từ sáng nay làm không ngon miệng không ạ? Cái này là cá à? Vâng. Cái này cá lóc à? Ừ, đúng rồi, cá lóc mà. Cá treo đồi đấy phải không? Không phải không? Đúng rồi. Cá ở cái cảng à? Ờ, em đi bắt được à? Đó cá chú thủ đi làm. À, đi câu gì? Vâng. Cá này ăn cần lần trước em... À, anh với Tây Hầu đi câu được nhiều mà, là cá này này, ở bên kia nhiều lắm. Câu trên bãi. Măng. Măng đắng. Nghe che kín vào, ruồi muối đậu vào. Mất vệ sinh lắm. À, không có cái lồng bàn nào à? Không có. Lồng bàn không có á? Vâng. Lúc nào anh mua tặng em một cái. Lồng bàn rẻ mà, lồng bàn nhựa ấy. Không mấy chục nghìn một cái thôi mà. Đấy, xong mình ăn uống các kiểu thừa thì mình úp vào đây cái bàn, em có cái bàn này rồi. Thông ruồi bâu vào, mình ăn vào sinh bệnh đấy. Miến này ngọt nhỉ? Vâng, mùa này miến ngọt. Mùa này miếng đắt lắm. Một gó thì không phải nói rồi. Đắt lắm á? À? Ừ. Anh đấy ở bên kia trồng đầy đấy. Bình thường một cây này bán bao tiền? Cái bé này này. 10.000. 10.000 một cây. Đấy, mua đi làm nước mía ép. Nhưng mà công nhận mía này ngọt thật. Ừ, ngọt. Làm nước mía mà. Ừ. Ăn mía cho sạch răng. Và trước em đi làm thuê mấy năm mới xây được cái nhà này? Vừa lấy vợ cái là đi. Lấy vợ cái là đi làm luôn. Vâng. Thế vợ em là ở nhà? Vợ em ở nhà. Đợt đấy em đi làm tận đâu? Đi Yên Bái. Yên Bái xong đi Thái Nguyên. Thái Nguyên xong đi Bảo Lâm. Thế đợt đấy đi làm cái gì? Làm mỏ quặng. À, làm quặng á? Vâng. Có người giới thiệu đi làm à? Vâng. Thế đợt đấy làm đấy được tháng bao nhiêu tiền? Tháng cũng được ít thôi. Như kiểu nguy hiểm quá thì mình cũng không dám làm mấy. Thế nhưng mà làm cái gì mới nguy hiểm? Làm có ngày đi vào hầm. À, đi vào hầm cơ. Vâng. Và cả trẻ quá thì đi làm
ít thôi. Làm ở quặng ghê hại lắm. Nó độc mà. Không, mỏ, mỏ đấy. Đấy là quặng gì? Quặng không biết được, em không biết nó gì. Chỉ kém bạc đấy. Đấy, chì là độc nhất hay còn gì nữa? Không biết. Đi làm chì độc lắm. Than còn độc ấy. Anh đi vào hầm lò thì độc. Người trẻ người ta không đi nên làm những cái đấy đâu. Sau này nó ảnh hưởng đến sức khỏe mình ấy. Nó nhiều vấn đề lắm. À, đi làm thuê cái gì như kiểu đi phụ xây này, đi làm gì đấy ở ngoài này, đấy công việc mà. Nhưng mà bây giờ em làm sao đi, em đi được nữa. Bây giờ con cái này nọ còn ốm đau nữa, trâu bò lợn gà ở nhà nữa. Bây giờ con phải lớn hẳn cơ mới đi được. Này ra mà nụ họa mi kia hot lắm đấy nhỉ. Cái gì? Nụ họa mi này sao? Chim họa mi à? Anh có thấy nó hot đâu, không nghe thấy gì đâu. Kia tí bên đồi kia thả bên kia. Anh nhà em có con gà tre à? Vâng. Tứ buộc ở đây á? À? Con này lấy ở đâu về đấy? Em nuôi rồi. Con này lai rừng á, lai gà rừng à? Gáy em nào. Ôi. Tí em đi ra vòng dây lại cho nó đi. Sợ anh qua nó lộn một vòng rồi. Cái téc này sao em không để cho nó cao lên, xong là lấy van về vặn ra ấy. Cái này phải múc này nó... Úi dồi, trong này bẩn thế. Bụi nó lắng à. Thỉnh thoảng phải rửa cọ vào, xong là xả hết đi, xả đáy đi. Dính không như kiểu nước không về ấy. Ngâm cái tủ ấy. Nước không về đâu à? Lâu về. Nước không về thế nó tụ ở đây, nó nhìn nó bẩn quá nhờ. Lâu lâu em phải rửa đi nhá. Mấy hôm nữa thế nguồn nước là lấy ở đâu? Không có nguồn nước đâu. Thế em dẫn nước này ở đâu về đấy? Em kéo ở trên ông về. Của ông kia không có thì không có rồi. Lấy nhà ông à? Thế kéo nguồn nước có sao không? Nguồn nước chết chưa, trên đồi thông kìa. Nhưng mà có nguồn ở đấy không? Có nguồn nhưng mà bé. Lúc mùa khô về bằng que đúa rồi. Thế rồi à? Lúc là nó to thì mới to, không lớn. Mùa này kiếm nước á. Nhà còn gạo không? Còn tí. Này là gạo nhà em tự trồng đấy phải không? Vâng, gạo nhà tự trồng mà. Còn mấy bao tải nữa? Còn 2 bao. 2 bao nữa hết rồi? 2 bao nữa. Làm thôi, cún nó, tí cún nó để ăn. Còn tí mẻn mén nhé, mẻn mén. Hai vợ chồng là ăn mẻn mén. Còn con thì cho ăn cơm. Thôi em cứ nấu cơm cho vợ đi nhá. Anh xin phép đi về đây. Ngồi chơi tí đi anh. Thôi anh về luôn đây. Tí anh còn sang lũng buông nữa cơ. À sang bên kia đấy. Không, lũng cá. Không, lũng buông bên nhà anh Giàng ấy. Vâng. Thế cũng
Em gửi lời cảm ơn đến các cô các bác đã giúp đỡ đến gia đình cháu nhé. Cũng cảm ơn rất nhiều đến các cô các chú các bác ạ. Rồi nhá. Anh đi về đây. Ngồi chơi đi anh. Thôi thôi. Em nấu cơm một tí. Ê cơm đi. Để hôm nào anh lên anh ăn cơm sau nhá. Ê không cần anh đi. Mấy hôm nữa sang chơi nhá. Ok. Đi anh nhá. Kia có vẻ hai vợ chồng xá không nhỉ? Xá Sùng ấy phải không? Vườn bưởi của nhà xá mà. Đi sang bên đấy xem. Lâu lắm không gặp em xá ở đâu. Lên đây không gặp em, không biết là em đi làm thuê ở đâu. Hôm nay mới nhìn thấy hai vợ chồng đang vun ngô.